sau đây tôi xin được kính mời các vị khách quý, chúng ta hãy cùng thực hiện nghi lễ băng khai trương cánh tay. Và tôi xin được phép đếm được không ạ? Từ 1 cho đến 3 và chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ này. Và tôi xin phép 1, 2, 3, xin mời. Chúng ta có thể dành cho ban lãnh đạo công ty cổ phần Vinatax và đại diện phía đối tác những trọng tay thật lớn được không ạ? Còn xin ban lãnh đạo công ty cũng như đối tác có thể ở lại sân khấu ít phút. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với màn khui sông banh. Đây là một nghi thức không thể thiếu. Và chúng ta có thể thấy rằng màn khui sông banh trong mọi nghi lễ khai trương hay khánh thành chính là một cách để bày tỏ cảm ơn của công ty đến phía đối tác, khách hàng cũng như kỳ vọng vào phát triển của công ty trong tương lai. Và thông qua đây thì Vinatax cũng hy vọng sẽ được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả các quý vị khách hàng trong thời gian sắp tới cho Vinatax nói chung cũng như showroom mạ vàng tại Chi Ba xã Đàn nói riêng. Và kính thưa quý vị, như tôi nói thì trong các cuộc vui, trong buổi lễ khai trương khánh thành động thổ thì màn khui sông banh là một màn để cảm ơn cho những gì đã qua và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới. Còn chúng ta có thể thấy rằng những chai rượu sông banh đang được mang lên đúng không ạ? Và ngay sau đây thì tôi có thể xin mời ban lãnh đạo công ty cổ phần Vinatax và vị khách quý, chúng ta có thể cùng mở chai rượu sông banh đúng không ạ? Và bắt đầu nghi lễ mở sông banh. Thời gian vừa qua thì Vinatax luôn khẳng định được thương hiệu của mình cho tất cả những sản phẩm mạ vàng và quà tặng cao cấp mang hiệu Calalux và website mạ vàng.vn. Và bây giờ chúng ta có thể dành một tràng tay được không ạ? Và xin chúc mừng công ty Vinatax. Tôi xin công bố showroom quà tặng cấp cao mạ vàng Chi Ba xã Đàn chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay.